дом это мой дом че это зонт? Это это, это это мой зонт. да это мой зонт. так а чья это мама это моя мама да чья это подруга это моя подруга так чье это окно это мое окно так хорошо чье это место Ita mai Ta tư dân uh, e Ta хорошо. Ở đây chúng ta có bốn đại từ sở hữu. Đấy. À, chúng ta sẽ lần lượt sử dụng. Sử dụng. À, nếu mà bây giờ nói môi rồi, lần sau chúng ta sẽ không nói nó nữa. Chúng ta sẽ nói bằng một uh, đại từ khác. Đấy. À, sau đó cứ lần lượt krasho. Đấy. Hiểu chưa nào? Yeah. À, chúng ta đã nói, ví dụ câu này chúng ta đã sử dụng môi rồi, lần sau chúng ta sẽ sử dụng từ rồi. Đấy. Đó, sau đó chúng ta sử dụng đại từ khác ra đấy à chê tư brát Ete tu vai yo a tu vai brat. Ete tu vai brat. lampa. Ete lampa. À lặp lại rồi đấy. À tu rồi bây giờ thành tu vai đấy. À đúng nè, đấy. À không dùng từ nữa, dùng một đại từ khác ra số đấy. Ta cả chưa tu zdanie. nasia Здание. А, это наше здание. Хорошо. Чьи это книги? Это ваши книги. Так, хорошо. Чей это друг? Это ваш друг. Это ваш друг. Хорошо. Чья это тетя? Это наша тетя. Это наша тетя. Хорошо. А чё это кафе? Это твое кафе. Так, хорошо. Чьи это дома? ít mai đàm ta bây chúng ta có đại <laughs> ba đại từ sở yêu vô vô chúng ta lần lượt mà sử dụng ba đại từ này đấy à theo tuần tự đấy chưa tới đom ít vô đom ta kraso chưa tới brat ít ở vô brat ta chưa tới mama ít ở mama ta chưa tới lampa ít vô lampa ta chưa tới

<laughs> à, thì ra cái để 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 xem có để ý không đấy. Nó tác khá rất sâu. À, khá rất sâu đấy. À, nói chung thế là tốt đấy. Tác À, khá À, thế như vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn lại cái phần à, đại từ sở hữu đấy. Ừ, đại từ sở hữu. À, đến bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh như thế này đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và cũng tương tự như vậy thôi đấy. À, em sử dụng các đại từ sở hữu mà em biết. Tác chi et karandashi. Mai-i, uh, kran-đi, ờ, kran À, karan, ế-tơ ah, mai-i, kran-đa-xi. Chia-tơ sùm-ca. Chia-tơ sùm-ca. Chia-tơ sumka a sùm-ca. Chia-tơ chất-sư. Chia-tơ chất-sư. À, cái ma... đồng hồ, đấy. Mai-i, moi-i, chất Mai-i, đấy. Chất-sư, nó là, ờ, nó là số nhiều, đấy. Часы. Ламазэнь да? ты лун-лон да? Мои да? часы. А, это мои часы, да? Так, хорошо. Чьи это ручки? Мои ручки. Это мои ручки, да? Так, чьи это словари? Это мои ручки. Чьи это словари? Это мои словари. Это мои это словари. Мои а, а, так, хорошо. Понимаете, для всех деньги. à tiền gì cũng là một danh từ luôn luôn sử dụng một số nhiều đấy à đó tiền gì tiền gì là tiền đấy tiền gì ừ. đấy thế và chúng ta có từ archi à, kỳ à, cũng là luôn luôn sử dụng số nhiều đấy archi à tác archi à, vót tác đấy à đó à tác à, từ này là slavari à đây là slavari slavari đấy à đây là số nhiều slavari à, vót tác vót đấy tác à à chúng ta hỏi tiếp nào à, tác Кі это деньги? Это мои деньги. Это мои деньги. Хорошо. А это письма? Это мои письма. Это мои письма. Хорошо. А чё это очки? Это мои очки. А, это мои очки, да? А так, хорошо. А bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một số từ mới. Đấy. Ah, à xem một số từ mới, chúng ta có một số từ mới như sau. À ah, một số từ mới mà chúng ta À, đây là các tính từ đối lập nhau đấy nó vui no, là mới no ta no. là cũ đấy nó vui Star. mới Starry no. cũ đấy à ba sối ba là to mai kỳ là bé đấy the lin này là dài cà kỳ là ngắn đấy no. là rộng uski là hẹp đấy glap nơi, no. nơi là chính nhe glap là phụ зеленый là xanh, российский là thuộc về nước Nga, иностранный, иностранный là thuộc về nước ngoài, đấy, ngoại quốc. улица uh, đường phố, собор là một ngôi nhà thờ, часто là thường xuyên, đấy. Ta gột, bây giờ ta sẽ cùng nhau đọc này. Новый, Новый, старый, старый, большой, большой,

Так. А чем так вот идти Глапный. Глапный. Латин, да? Неглапный. Неглапный. Зеленый. Зеленый. Российский. Российский. Иностранный. Иностранный. Улица. Улица. Собор. Собор. Часто. Часто. А, собор лазина. vừa nói xong lại quên đấy. Nh Sapora nhà, nhà thờ đấy. Nhà Ulitsa thường. Ulitsa uh, là gì nào? Đường phố đấy. Đường phố. Ulitsa hả? đường phố đấy. Chaster Chaster là gì nào? Thường xuyên đấy. Thường xuyên. Thường xuyên ừ. đấy. đó. đấy như chúng ta thấy là gì nào? dù là chúng ta vừa học xong đấy chúng ta có thể quên ngay lập tức được đấy. à đó. như vậy thì để có thể nhớ được chúng ta thỉnh thoảng Chúng ta phải đọc lại một chút đấy. đọc lại một chút thì chúng ta sẽ nhớ được хорошо ừ. đấy. ta. bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là gì nào? chúng ta có các tính từ tính từ trong tiếng Nga đấy à tính từ chúng ta nhìn thấy tính từ đây gì nó no vui nó no vui đấy đó à đây là tính từ nó no vui à nó no vui là mới đấy nó no vui tác à chúng ta nhìn thấy nhé nó no vui tác chúng ta có tính từ starry starry starry, starry đấy à starry đấy à vô. hai tính từ này nó giống nhau cái gì nó có đuôi, uy. đuôi, đuôi. Uy. à, cái đuôi, đuôi từ tính từ là ư ư đấy đuôi của nó đây đấy ơi đây. Ừ. Ừ, ừ, đấy đây là đuôi ơi ừ, đấy đó à thế tiếp theo có một uh, một loạt các tính từ nữa đấy à đấy đây là gì the lin này à cũng là cũng là có đuôi ơi đúng không nào đấy the đây Deline. đó ta the lin đây rồi chúng ta có từ gì glad này đấy glad như <laughs> glad, như <laughs> glad như. à đúng không nào đấy đó tác một uh, à. glad này như, như glad như. In này inastran À, cũng là tính từ có đuôi ư ta đó à thế như vậy chúng ta nhìn thấy là à, trong tiếng nga à, một phần rất lớn tính từ có đuôi ư đấy dễ luồn đi thế là ư ư đó là các tính từ nguyên bản của nó ở trong từ điển viết như thế nào thì ở đây người ta viết đúng như vậy đấy à, và à, và nó là giống chung à giống giống được đấy và nó là giống được vất tạp à, có một số tính từ khác thì có đuôi y đấy đuôi y à đó tính từ chúng ta nhìn thấy cái linki nhà bất tạc vật đấy karotki đó karotki à đó rồi gì nữa nào à đây là đuôi i i ta cột à the suroki suroki à, suroki là gì là rộng đấy suroki là rộng đó vừa học vừa xem và chúng ta vừa nhầm nhầm cái ý nghĩa của nó đấy uski là hẹp đấy úski 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 đấy là gì na rassiski đấy rassiski à rassis rassiski là thuộc về rassiski à đó rassiski ta cột đấy đó thì đây là dạng tính từ mà có đuôi i i i đấy đó thế và một loại tính từ thứ ba nữa là dạng loại tính từ có đuôi oï oï bánh xoài đấy bánh xoài đó à thế như nào đấy con sồi đó thế giờ có thể có tính từ gì nữa nào à, galu boy à galu boy đấy à có boy à có đuôi ôi đúng không nào đấy à đó có đuôi ôi và rồi là gì nữa nào ba lên đấy à ba lên là người bị ốm đấy người ốm đấy ba à đó nhưng thấy có đuôi ôi đấy đó à thế vậy thì đây là ba cái đuôi đặc trưng của tính từ ở trong tiếng Nga đấy à đuôi thứ nhất là gì nào đuôi ưi đấy đuôi à đuôi đấy đó đây là đuôi đặc trưng đuôi ưi à, dạng đuôi thứ hai đó là đuôi y y à đuôi thứ hai đuôi y y đấy à y đấy đó đuôi ý, ý, ừ. tạc, đấy. và dạng đuôi thứ ba đó là đuôi ổi đấy à đuôi à ổi đó

à đó à, như vậy chúng ta biết rằng trong tính, à, tính từ có ba dạng đuôi à, đặc trưng đó là đuôi Ư, i i i và đuôi o i đấy đó trên à, thực tế thì đây là tất cả các danh từ à, các tính từ này đều là ở dạng giống đực đấy à thế bây giờ à, giống cái của tính từ nó sẽ là như thế nào đấy ừ, tính, à, giống cái của nó thì nó sẽ có dạng à, nó có dạng như sau giống cái nó có thể nó có dạng là Aya. Đây là ư ỉ đấy. À đó, sau đó sẽ dạng Aya. À Aya đấy. Đó. Thế bây giờ bạn sẽ cố gắng thử thay cái đuôi Aya vào đây là novy thì sang novaya, novaya, starui Stara. Staraya đấy, dlinny. Dlinnaya. Dlinnaya, dlinnaya đấy. Gelap Gladna astran... 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 naya. Gelap naya inastrani. Inastran. Inastran Đấy. Yeah. Luồn... Yeah. Luồn... Yeah. đấy. À, đó là đuôi giống cái đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem đuôi giống chung. À, đuôi giống chung thì sẽ đuôi o iề. Đấy. À, no vui sang giống chung là gì nào? Novel. Novel gì? No -e. Đấy. No Star starry, Star The Linh The Linh là dài The Linh да, Đấy The Lab nè The nè Inastra 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 À thì sang số nhiều sẽ dạng y Đấy À dạng À thì bây giờ chúng dạng y nó sẽ có Nó sẽ như thế nào nó vui

như yeah. gì À, dây lột yeah. đấy À, ta ra sâu với chúng ta có từ маленький má nếu mà sang giống cái Thì nó sẽ như thế nào má À, sang giống cái sẽ thành má linh đấy À, má Đó Ốp Ốp, đấy Đấy, gì đấy, đó À, sang giống cái sẽ có má linh Chúng ta sẽ thử nói nào Má-linh-ký, karot, 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 ah, suroki, surot, kaya. surot, karot, à, uski, uskaya, uskaya, ah, à, không đọc là uz. chữ giờ này đứng trước phụ âm k, là phụ âm vô thanh nó bị biến thành phụ âm vô thanh tương ứng đó là phụ âm s, đọc là uskaya, uskaya, đấy, uskaya, russki, russkaya, russkaya, đấy, russkaya đấy à thế bây giờ sang giống chung nào giống chung là thành ôi gì đấy ôi gì à đó malinki malinki gì -e. malinki -e. mm -hmm. Malin -e. Malin -e. thành ơi gì đấy đọc thành ơi gì đấy malinki malinki -e. à karotki Karotkeye. Karotkeye. Shiroki. -e. Shiroki. -e -e. Shiroki. Uski. Uski uskye uskye đấy đều đọc là ơi ye hết bởi vì sao là trọng âm nó rơi vào cái thân từ rồi đấy cho nên cái đuôi này nó thành là ơi ơi ye đấy và rasiski đấy à đúng không đấy rasiski à nếu mà sang số nhiều thì nó sẽ thành là y ẻ đấy à do là đuôi y y cho nên nó thành là y ẻ đấy đó malinki sang số nhiều là gì nào malinkiye đấy karotki thì thành gì nào Carrot. Carrot kia. Carrot kia. Shiroki. Kia, Shiroki. Dạ. Shiroki. Shiro -kia. Shiro -kia. Uski. rassiski Uski. rassiski Rasi. Rasiski. Rasiski. Rasi đấy. Krasho. À, thì bây giờ chúng ta sẽ à, xem có ban sồi. Ban sồi. À, đuôi oi. À, khi sang à, giống cái thì nó sẽ có đuôi ai ai à đấy à nó giống cái đuôi đuôi ư đấy ai à, bán sôi thành gì nào bán sai à bán sai à bởi vì trọng ân rơi vào cái đuôi tử đấy bán sai à Galubaya bồi galu bay à galu bay bán nổi valina à à val này là người phụ nữ bị bệnh đấy và valina gì mà đây bất tài À, cái đó cho ai thấy là sang giống chung nào giống chung sẽ là ô ye đấy bắt suối sang giống chung là gì bàn suối bàn xôi, xôi gà lù bôi gà lù bôi ấy. đấy gà lù bôi ấy. gà lù Đấy bàn nồi bàn đây là sang số nhiều nè à, số nhiều sẽ thành gì à ta à gà ở à, đây nó sẽ có hai trường hợp đấy à nó sẽ có hai trường hợp hoặc là ư ấy. à hoặc là y ấy. đấy hoặc là à y ye yeah, đấy đó à, ví dụ ban sôi nó thành ban si ye ban sôi ban đấy à đó bởi vì sao sau chữ sờ này à, sau chữ sờ này không biết ư nguyên tắc sau chữ sờ không biết ư cho nên phải viết y à em vậy à em có nhớ là bảy phụ âm không được viết ư không đấy đó trong đó có phụ âm sờ đấy à cho nên phải đọc là gì ban xì, đấy ban si ye à thì nó thành galu bưi đấy ban nồi và ní vậy đấy à hai chữ bờ n này thì nó không cấm viết chữ ư ừ đằng sau cho nên nó thành ư e được đấy à thật à khát ừ. khát cho à cái điều đó nó không quan trọng lắm nếu như em không nhớ đấy nếu như em không nhớ thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì cả à bởi vì sao trong khi chúng ta học thì chúng ta sẽ học đọc từng từng cái à, tính từ một đấy à cho nên là chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để chúng ta à, chúng ta học những cái tính từ đó đấy à krasov đấy đúng chưa nào đấy đúng. đó tả kết à thế như vậy đến đây à đến đây thì chúng ta sẽ chúng ta biết thế nào là cách biến đổi rồi đấy à thế bây giờ em sẽ biến đổi giúp mình sẽ cho một vài cái danh từ nhé à danh từ chúng ta có các danh từ này à đà nhé à đó dần đà nhé ta da đấy đó dom đấy à đó à thế ví dụ như còn gì nữa nào ulitsa ulitsa đấy đó à thế thì, uh, ngoài ra còn những ác nó đấy à, đó à thế bây giờ em dịch nhé à một cái cửa sổ rộng rộng là gì suroki suroki là rộng suroki suroki à, à karoki suroki <laughs> <laughs> là rộng đấy à suroki là rộng đấy, đấy à em em đấy. dịch một cái cửa sổ rộng cửa sổ là gì ác nó đã. Anjing Akno Sirocco. Nưng nay bây học biến đổi rồi đấy. Học biến đổi gì đã, nào? Ô à, Oye oh yeah rồi à, đúng, đúng nào. Sirocco, Sirocco Akno, đấy. À Sirocco Akno. Vậy thì em thấy là gì lý thuyết và đi vào thực hành nó hoàn toàn là khác khác nhau xa đấy. Đúng không nào đấy. Akno dịch từ giống chung vậy thì chúng ta phải nói Sirocco Akno đấy. ai nghe nó đấy. Đó thế và em nói là a dín là người ta cười thành khạch luôn đấy à bởi vì sao <cười> <cười> bởi vì sao a à, dín à, là giống đực đấy à áp là giống cái đấy, à, là, giống cái. đấy. À, là giống chung đấy và áp à, nhì là số nhiều à thế em thấy là gì nào đây là số từ đấy à số từ số từ a à nó biến đổi theo giống chưa nào đấy nếu mà nói một cái cửa sổ thì em phải nói atno bây giờ đây là dùng chung atno no at -no, -no. no đấy đó thế còn nếu như không có không biết biến đổi cái số từ này thì tốt nhất không nói nó thì chúng ta chỉ cần nói surokia -no", thế là có nghĩa là hiểu đó là số ít rồi số ít thì nó mới là surokia at -no", đấy em nhớ nào at -no là số ít từ hai cái trên đây nó thành là gì ô cửa nào đấy đó thì lúc đó người ta vẫn có quyền dịch là một cái cửa sổ đúng không nào đấy à đó à thế bây giờ nói một ngôi nhà lớn lớn là gì ừ. bán sôi bán sôi bán sôi đom à bán sôi đom à dính bán sôi đom đấy à bán sôi đom à đúng là ừ. galu bồi là màu xanh một ngôi nhà lớn màu xanh một ngôi ừ. nhà lớn màu xanh à, Palisoy y... Galuboy Galopoidon. Galopoidon. Bản số Galopoidon. Đấy. À đó. Một ngôi nhà lớn màu xanh, một ngôi nhà lớn màu xanh đấy. À bây giờ em nói à một à tả một con đường à một con đường rộng. Một con đường rộng. Con đường là đa à? Daroga à? là con đường. Nó. No. Đa rồ. Một con đường rộng. Rộng là gì? Sư rô cây á. Carrot kia là ngắn <laughs> lãnh đạo bảo là làm một con đường rộng thì đi dịch cho công nhân là dí lên trên carrot là hỏng luôn đấy à, lãnh đạo thì bảo là làm con đường rộng thì mình lại bảo công nhân là đi làm con đường ngắn thì nó làm con đường ngắn đấy đó hỏng luôn à thế vậy thì Siro cây surrocaia surrocaia dauroga đấy surrocaia dauroga đấy à carrot à, cây là con đường ngắn đấy một con đường hẹp, узкая дорога, узкая дорога, đấy, à đó, à em nói một cái phố chính nào, cái phố chính, phố улица, là phố, đấy, phố, phố chính là gì, главная главная улица, đấy, главная улица, đấy, главная улица, главная улица, это широкая и длинная улица, đó là một cái phố rất rộng và rất dài đấy. Главная улица – это широкая и длинная улица. Да? Đó, à, có thể là như vậy đấy Ta, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau là học khá kỹ về về tính từ đấy Cái cách biến đổi của tính từ đấy Đó, tất nhiên là chúng ta chưa thể nhớ được hết ngay đâu Mà chúng ta phải thực, thực, hành nói rất nhiều để cho nó quen đấy à, Ví dụ là Новые здания, старые здания, длинные здания, длинная дорога Главная улица, главный дом, А, да? Зеленое окно, зеленое, маленькое окно, короткая, короткая дорога, широкая дорога, узкая дорога, да? А, да. А, большое, здание, голубое здание, да? À đó, à, 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 từ văn nơi chúng ta khó ghép cái gì đặc đấy Văn <laughs> à, nơi là bệnh hoạn đấy, bị bệnh đấy, người bị bệnh ốm hoặc là người bị bệnh hoạn đấy Ta khá rất à thế như vậy vừa rồi chúng ta làm gì nào? Chúng ta đã làm quen với các từ mới này các từ mới này chủ yếu là tính từ này và chúng ta biết cái cách biến đổi của nó sang các giống của danh từ này và số ít số nhiều tác bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái bài đọc đấy chúng ta sẽ có một cái bài đọc đây cái bài đọc để đã chuẩn bị những hình ảnh cho em đấy đó Eternas Gold đây là thành phố của chúng tôi đấy Gold nhưng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài đọc này xem nó như thế nào Eternas Gold tác Gold Pitcherburg đó là thành phố Petersburg đấy Petersburg Pichir, đã ban soi красивый город đấy à ban soi ikrasivy gorod красивый là gì đẹp đấy là đẹp ban soi là gì ban soi là đẹp à ban soi là to hôm nay chúng ta vừa học đấy rộng là to to à, to là to với rộng cái khác nhé à đó đúng không đẹp. đó à tác ban soi он не очень старый старый là cũ đấy он не очень очень là rất не очень là không rất không rất cũ à ý nói là gì là nó không đến nỗi cũ lắm đấy à nó không đến nỗi mm. cổ lắm à có nghĩa mm. là gì à cái năm tuổi của nó chưa nhiều đấy à, здесь yes новые проспекты à chúng ta có từ mới проспекты à tả проспекты à проспекты là đại lộ đấy ở à, đây có những đại lộ lớn đại lộ mới и старые узкие улицы và những cái đường ừ. phố hẹp nhỏ đấy à Glavnaya ừ. Ulitsa Nevsky Prospect à đại lộ à, cái đường phố chính của thành phố là Nevsky Prospect on the line Isuroki nó rất dài và nó rất rộng đấy đó à thế ở đây chúng ta nhìn thấy một vài cái hình ảnh đấy à ừ. đây là à, cái nhà sách nổi tiếng ở Saint Petersburg đấy à nó gọi là Dom Knyghi đấy à đó đây gọi là dom kỳ nhì gì chúng ta sẽ biết là dom kỳ nhì gì đấy dom kỳ nhì gì ở à, tác có thể dom đôm kỳ nhì gì. đấy Ừ. à đó <laughs> à thế tiếp theo đây là đại lộ Nevsky cái từ Nevsky Prospect đấy đó cái mà chúng ta đang học đây à có thể từ Nevsky à vượt tạc vượt đấy à chúng ta có thể lấy lấy nó làm ví dụ đặt vấn đề đấy cái từ Nevsky Prospect vượt tạc đó À, это главная улица, поэтому он длин, а она длинная и широкая. На за за. à, thế đây à cái cái hình đây là à, mình lấy để mô phỏng cái gì nào? Đó là узкие улицы, да? узкая улица. Đây là cái đường phố cổ và nhỏ đấy. À đó, đây là dòng sông Moika, ở trên đó nó có cái con cầu có à có cái cầu có bốn sư tử này đấy. Đó. Và đây có một à, một cái viện bảo tàng có cái nhà bảo tàng của căn hộ của Pushkin à, Pushkin là từ khi nào? Từ lâu lắm rồi đấy à, Đó Thế có nghĩa là chúng ta thấy rằng là gì nào? Đó là đây là một cái đường phố cổ của Của Saint Petersburg đấy Và đây là cái nhà Admiral à, Nơi mà bắt nguồn từ cái đại lộ à, Cái đại lộ à, Nevsky này đấy Nó bắt đầu từ đây đấy Đó Nó bất tạc À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại bài này nào Em tự đọc nào Petersburg Petersburg Большой и красивый город. Он не очень старый. Старый. Едес, ста, старый. Uh -huh. Есть новые. Прос, проспекты. проспекты И старые. И старые. У, узкие. Узкие. У, узкие. 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 Узкие улицы. улицы. Да. Главная узкие. улица. Узкие.

tên thành phố Petersburg là một thành phố rộng và đẹp đấy. Bon choi yeah. красивый đấy. À sau đó đến người ta sẽ nói cái gì nào? Nó cổ hay là nó không cổ đấy? Cổ hay nó không cổ? Он yeah. не yeah. очень старый. On nie очень старый đấy. À nó không cổ Star... lắm. Nó không cổ starry. lắm. À đó. Đầu tiên người ta nói là gì? Petersburg это большой красивый город. Sau đó nó nói là yeah. gì? à cái thành phố của thành phố đó cổ hay không ô nhiêu trên Starry đấy à đến cái điều câu thứ ba người ta nói cái gì nào ở đây người ta nói rằng là gì có cái sự so sánh ở đây có những cái đại lộ lớn mới và những cái đường phố cũ và hẹp đấy à đó câu đó nói như thế nào Здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы đấy À, đó Здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы. Ты войдешь какие новые проспекты или чем-то в этом зина? Проспекты, проспекты, да? Да, проспекты. Да? А здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы, да? Да, ты садонги, это все мута, кут Главная улица, Невский проспект. А, кедн, фучинку, дай нази, Невский проспект. В Анги там но он длинный и широкий, да? А, ещ ⁇ на. đúng không đấy à thế bây giờ thì nó sẽ che cái này đi à chúng ta sẽ thử kể lại xem có được không này chúng ta vừa rồi nói tổng quan nó như thế nào rồi nó no, rồi. thôi thế là hết à thế bây giờ làm sao mà nói được nó nào nóng no. động não tí nào à picture book eta bolish bolishoy i Đó đó là gì? Đó Đã. mới là tên đấy. Tên và giới thiệu thành phố đấy. Так. À Un... thế bây giờ người ta sẽ nói là gì? У неё очень старый. Да, очень старый. đấy. À thế sau đó là người ta giới thiệu về các đường phố đấy. Yes yes. Yes yes, yes. Новые м проспекты. Проспекты и старые. И старые. Узкие. Узкие улицы. Улицы, да? И здесь есть улица. старые узкие улицы, да? А, сорок это зайти, Главная улица. Главная улица. Это что? Невский, Невский. Это Невский проспект, да? Проспект. Невский проспект, да? А, вот. Главный и, и широкий. Он длинный и широкий, да? Он длинный и широкий, да? à đó thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau là là à, là kể xong được về cái này đấy à đó bây giờ mình sẽ hỏi bạn nhé à các nơi các nơi dưới vách sa Etat Петербург Это Петербург, да? Какой это город? Какой это город? Это большой и красивый город. Это большой и красивый город, да? Так хорошо. Он старый город. Это старый город. Нет, это, это, это он не очень старый. А, это не очень то старый город, да? Mm -hmm. Это не очень старый город. Хорошо. А какие проспекты и улицы есть в этом городе? Какие проспекты? И улицы есть в этом городе? Есть yes, yes. новые просп... проспекты. Проспекты. И проспекты и старые ули... Ули... Улицы, узкие да? улицы. Да, а здесь есть новые проспекты да? и старые узкие, узкие улицы. Да? Как называется главная улица города? Как называется главная mm. улица города? Невский проспект. А, всегда mm. сначала, и Главная улица города. Улица. А, главная улица города. А, по mm. город. Город. город, да, Город, город, да. Главная ừ. улица города Невский проспект, да? Да? Mm. А, так, и какая она, это главная улица. А, таки но не финал. Какая она? Какая она? Она широкая и длинная. Широкая, да? широкая, длинная. И длинная, а длинная. И длинная да? Она широкая и длинная. Широкая есть, широкая и длинная улица. Так, а да? не проспект, да? Это Невский проспект. Какой он? On the линый и он широкий, đấy Đúng không? Đấy. Ta, хорошо. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bài đọc thứ hai. À phần thứ hai của bài đấy. Phần thứ hai. Ta, à, phần thứ hai. Все знают музей Петербурга. Tất cả mọi người đều biết các viện bảo tàng của Saint Petersburg đấy. Эрмитаж. Viện bảo tàng Эрмитаж. Ruski Musei rồi là gì viên bảo tàng Rus Ruski đấy Ruski Musei đấy Isakievsky Sabor rồi nhà thờ Isakievsky đấy à đây là nhà thờ Isakievsky vót thì tôi vót đấy à đó Et à, uh, đây là gì đây là Ermitage đây là viện bảo tàng Ermitage đấy à đó ta à, uh, Petersburg nhiều ô trên dây luôn này lại có một cái cấu trúc câu tương tự đấy à uh, Petersburg nhiều ô trên dây luôn này Thành phố Petersburg là một thành phố không xanh lắm đấy. No yes yes, nhưng ở đây có cái gì? No yes yes известные сады, có những cái vườn nổi tiếng, i parki và công viên nổi tiếng. Ví dụ, Летний сад, вот это Летний сад, đấy. Летний сад и Марсово поле, вот это Марсово поле, đấy. À đó, Марсово À chúng ta đi thẳng cái cầu từ bên kia đường sang đấy. À đó, thì chúng ta sẽ đi thẳng đến Марсово đấy đó это marsa поле. Вот видишь как интересно, да? Так, thế này и иностранные туристы часто гуляют đây Những du khách Nga và nước ngoài thường đây đấy. Đó đây Mars, đây Đấy. À, đó là câu kết cho, cho bài. Đó, cho giờ chúng Đấy. Đó. đọc nào. Em ta đọc đọc nào. Em sẽ đọc nào. Vs đó. Эрмит, эрмитаж, Русский музей, Русский музей Исаакиевский, Исаакиевский собор. собор, да? Петербург не очень зеленый, зеленый город, город да? не из ветной саду. и пары, парки. Да. Летний сад. Летний сад. Летний сад. Летний сад. Марсава поле. Да. Rassist je i nostranuje turisty chaste guliaju zez. Thế bây giờ em xem cái bố cục cái đoạn này như thế nào. Cái bố cục của cái đoạn văn này nó như thế nào nào. Đầu tiên người ta nói cái gì? Đầu tiên người ta nói về muzei. Đấy. đấy. Người ta bắt đầu bằng câu như nào? Все знают музей Петербург. À cái câu của nó là gì nào? Tất cả mọi người đều biết là các viện bảo tàng của Petersburg đấy. Музей Петербург. Người ta dùng đây cách hai này đấy, cách hai sở hữu. Музей Петербург. Đấy. Mặc dù là cách hai chúng ta chưa học đấy, nhưng mà người ta cứ cho vào đây. À все знают музей Петербург. À ví dụ như là gì nào? Эрмитаж. Русский музей, да? Русский музей. Rồi là gì? Isakievsky ừ. Sabor Đấy Isakievsky Sabor Đó À tiếp theo nào À Tiếp theo người ta Sau khi mà kể xong về các mũi dây Thì người ta kể về cái gì? Petersburg Nhe ổ trên luôn Thành phố Petersburg không phải là thành phố xanh lắm Người ta nói như vậy để làm cái gì đấy? Để người ta bắt đầu kể về À công viên Đấy công viên Đấy А picture по Нью очень зелёный город, но здесь есть известные сады и парки. Nhưng ở đây có những cái gì? Có những cái vườn và những cái công viên nổi tiếng đấy. Ví dụ là gì nào? Летний сад и Марсово поле, да? À, đó là Летний сад и Марсово поле, да? À, đó. Thế và người ta kết luận một câu gì nào? Российские иностранные туристы часто гуляют здесь, да? À thì vậy thì cái điều chúng ta cần nhớ là gì? Чеканье, чем мм каучук линку бавить, Эрмитаж, Русский музей, Исаакевский собор. Саврухин это сензи. А, не очень-то зеленый город. Но там есть что там есть? А дази. Но там есть парки и сады, известные. А, известные сады и парки. Да, а далази это летний сад. и марсово поле. Và người ta kết luận một câu là gì? туристы часто гуляют здесь, да? Đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta phải nhớ ba cái viện bảo tàng của Nga ở đây là gì nào? Của Saint Petersburg. Tên là gì nào? Một. Hermitage. Hermitage. Hai. Ruski Muzé. Ba. Sabor. Sabor. À, Isakievsky, Sabor. Đối với anh sẽ hơi khó nhớ một chút đúng không nào? Đấy. À, chúng ta có nhớ cái từ Kiev. Kievski Đấy và ở đầu chúng ta có từ y Isaac Isaac và tên thánh y Isaac đấy Isaac à thánh Isaac Isaac Isaac, Isaac -is -a -a đấy đó à thì sau đó là gì chúng ta phải nhớ được tên của hai cái vườn nổi tiếng là gì Lietnisat và Marsevopoli đấy Lietnisat và Marsevopoli Mar thì... à đúng nào đấy à thế bây giờ chúng ta sẽ có cái cái này chúng ta sẽ che nó đi đấy đó che nó đi đến đây kéo dài đây chút, chê nó là chút cho nó che hết đi à đó để cho chúng ta không nhìn thấy gì cả nó mất tác bây giờ thì bây giờ sẽ mời em à cố gắng kể lại nào nó vasya sanayut muze pichirburg à muze pichirburg right. 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 à đã khrasho tác ermitas ermitas Ruski Muzi Ruski Muzi Da Isa Isaki es ki sabor. Sabor, ¿dè? Isaki ki sabor. Tak, хорошо. Ну вот так вот, ¿dè? À, thì bây giờ người ta sẽ có một cái câu chuyển đổi để bắt đầu đi vào giới thiệu công viên và những cái vườn ở đây người ta nói như nào? Thành phố xanh Petersburg. Peterburgiye Ochen. Nhiều ochen luôn, Zelyony Gor, ¿dè? Zelyony Gor, ¿dè? Da, isto. Thì làm sao này? No, yes, yes

Иностранные, туристы, Tourist. да, туристы, любят, just... часто, uh, uh. гуляют, часто гуляют, yes, здесь, да, Фаглази. Okay. Okay. Любят, yeah. да? okay. любят гулять здесь, okay. right. Ahora, <coughs> yeah. здесь, да, любят гулять здесь, да? часто гуляют здесь, да, а, да, 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 а, ну вот так, да, ну это хорошо, а ты не воевызочек, да, так у меня окей, ладно, как, бани, да, да, так, À thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi nào. Petersburg ban soi gò. Đã Petersburg ban ban soi gò. Đã un красивый. Đã Petersburg красивый. Он красивый, да? Он красивый. Так, а он старый город? Он старый город? Да. Петербург. Старый город? Нет, Он не очень старый. Нет, он, он, не очень старый город, да? Какая улица Петербурга главная? Какая улица Петербурга главная? Mm. Глад... Главная, главная улица? Улица. Э -э -э Невский проспект. Mm. Невский, Невский проспект. А, да, да, Невский, да? Невский проспект. Нет, 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 да? А ты, наверное, Невский проспект, да? Да. А Невский проспект. Thông thường trong khi chúng ta làm bài tập ở cái dạng trả lời câu hỏi này thì các em cứ đọc tiếp những cái câu hỏi tiếp theo thế nào cũng có những cái từ mà chúng ta cần đấy. Невский проспект, да? А, так. А пятый. А Невский проспект длинный или короткий? Длинный или короткий? Нет. Он длинный широкий. А, он длинный и он широкий, да? Какие проспекты и улицы здесь есть? Какие проспекты и улицы здесь есть? Здесь есть... Здесь есть... Yes, 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 yes. Yes. Новые, Новые простые... проспекты и и стар старые ули... узкие улицы и... улицы. Узкие улицы да и узкие улицы да а так и узкие улицы так хорошо а так какие музеи Петербурга зна... вы знаете какие музеи Петербурга вы знаете mm.

Эрмитаж. Эрмитаж, да. Русский музей. Русский музей, да. И, и, и Исакиевский собор. Да, Исакиевский собор, да. А, хорошо. А Петербург, зеленый город. Петербург, не очень зеленый город. Это не очень зеленый город, да. А какие известные сады вы знаете? Um... Ну, какие известные сады и парки вы знаете? Летний сад. Летний сад, Лабиринт Муха. Марсовое поле. Да? А, я знаю Летний сад и Марсовое поле, да? А, да. Ну вот так, вот хорошо. Так, а хошимин это старинный город? Хошимин это старинный город?

à, cái gì á Sinatra? ah, ah, ôi chết à à, <laughs> là, <au> <laughs> à người người của thành phố hồ chí minh thì không biết thành phố hồ chí minh bao nhiêu tuổi đấy, à nói qua tiếng chilees <laughs> đấy, ta à, à thì như vậy vừa rồi thế là gì nào, đó là cái cách mà chúng ta kể về một thành phố đấy, đó, à thì trong trong cái bài này, trong cái bài này chủ yếu là chúng ta cần nắm cái dữ liệu gì, à đó là cái cách mà chúng ta kể À, thành phố to bé như thế nào đấy trong đó bố cục của nó như thế nào bố trí nó ra sao đấy có cái gì là quan trọng đấy ở đây người ta nói cái gì nào đường phố chính của nó là gì đấy tất nhiên là kể về một thành phố như này chúng ta là kể là là mức sơ đẳng thôi đấy à đó mức đơn giản nhất đấy đó à thế xong sau đó là gì à kể về à, kể về một thành phố thì kể về đường phố này à kể về công viên này đấy à kể về gì, gì nữa à viện bảo tàng này đấy à đó thế chúng ta biết rằng là thành phố uh, saint petersburg là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới đấy городов в мире. đấy à vất à, 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 nếu mà kể ở thành phố saint petersburg thì có mà kể cả ngày luôn đúng không nào đấy, đấy. đó chẳng qua đây là à, cho những người chúng ta mới học tiếng nga thì đơn đơn giản như vậy đấy tách suyat à, đấy. À, đấy đó thế thì như vậy là à, chúng ta sẽ tạm dừng bài tại đây tại đây Do là kiến thức của chúng ta chưa nhiều cho nên thầy giáo chưa yêu cầu em kể về thành phố đấy. Đó. À, đến vài sau chúng ta sẽ học à, thêm về các kiến thức khác đấy, Photoshop. À như vậy ừ. là à, ngày hôm nay là ngày à, ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày hôm nay của chúng ta là ngày à, 31 đúng không? Sau đó mùng 1 ừ. giờ sau của chúng ta sẽ là à, vào ngày mùng 2. Mùng 2 tháng 9 em có chương trình gì không? Có chương trình gì mà phải nghỉ không? hiện tại thì vẫn không nếu mà thầy có chương trình gì không thầy có thì không thầy thì không có chương trình gì cả đấy vâng thầy không có chương trình gì cả không. thầy chỉ có thể là ở nhà bây giờ giãn cách xã hội thì đã chỉ ở nhà thôi à, ở nhà làm ừ. việc với các em thôi đấy à, Theo vâng. là tất cả mọi cuộc vui chơi này khác thì trong, trong khi giãn cách xã hội này là hoàn toàn là không mong muốn đấy hoàn toàn không mong vâng. muốn kể cả gặp gỡ à, bạn bè đặc biệt là bạn bè từ xa đến <laughs> rõ ràng là bạn bè thật đấy nhưng mà có thể là sẽ có mối hiểm họa <cười> đấy, <cười> cho nên là người ta rất là hoảng trong cái chuyện đó đấy, là người ta rất hạn chế yeah. những chuyện đó. À, làm thế nào đưa? xã hội bây giờ nó như thế đấy, thời thời thế bây giờ nó như vậy đấy, đó. trong khi mà dịch chưa dập được hết thì lúc nào cũng phải cảnh giác đó. cho nên là thầy giáo cũng khuyên các em là thì nếu không có việc gì cần thiết thì tốt nhất là nên ở nhà và chúng ta sẽ tiếp tục học bài đấy. À, nếu như em có yeah. chương trình gì à, thì là em sẽ thông báo cho thầy biết nhé. shop đấy. Yeah. До свидания. А, до свидания. Пока-пока.